trên đường đi đã qua rất nhiều cây cầu này, cầu Hàm Luông. Cầu Hàm Luông ha, Hàm Luông. Hàm Luông. Ồ. Oh. Thấy không? Vừa quá trời. Vì bởi vậy á con trai con gái để tuyển chồng là cái hàm răng nó phải đưa mình tới trước. Để gì mà làm ăn khó khăn nữa để cặp vừa mà sống. Là ở vậy nước ngoài biết cái đó chưa? Đó là con gái ở đây tuyển chồng là phải có hàm răng mà đặc biệt hai bên cửa nó phải bự và nó xỉa ra phía trước. Để dự nhiên sau này làm ăn khó khăn còn biết cách cặp chưa ha? Là con gái Bến Tre tuyển chồng vậy đó hả? Con gái Bến Tre thường thường tuyển chồng cái này cao. Cái này nó đưa nhanh đừng có đưa lên mạng nó bứt mẻ đầu.